vui được gặp lại mọi người trong ngày hôm nay. Hôm nay mình làm một video hướng dẫn về cách diễn tả núi, vẽ hình ảnh núi ở phía gần. Hôm trước thì mình đã có làm video chia sẻ về cách diễn tả hình ảnh núi ở phía xa. Hôm nay mời các bạn sẽ cùng mình trải nghiệm cách diễn tả hình ảnh núi ở phía gần. Mình đang vẽ một bức tranh đề tài Sơn Thủy Hữu Tình. Mời các bạn xem. Ở cái bức tranh các bạn nhìn thấy này là mình đã diễn tả xong cái phần hình ảnh núi ở xa và cũng hoàn thiện đến tầm khoảng 70% rồi các bạn. Bây giờ mời các bạn trải nghiệm cùng mình xem cái hình ảnh núi ở phía gần mình diễn tả như thế nào và các bước ra sao. Xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Để chuẩn bị thì chúng ta cần chuẩn bị như sau. Về bút vẽ chúng ta cần có các loại bút như mình đang cầm này, các bạn quan sát kỹ nhé. Còn để giới thiệu về bút thì để một video sau mình sẽ giới thiệu cụ thể sau. Còn các bạn đi nhìn qua cái hình ảnh mình cầm trên tay có các loại bút này để mình diễn tả hình ảnh núi. Và tiếp theo về bảng màu, chúng ta cần chuẩn bị các loại màu. Các bạn nhìn thấy mình đã đổ ra các loại màu rồi, đen trắng, xanh đỏ, tím vàng, vân vân. Mời các bạn cùng trải nghiệm nhé. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ phát hình ảnh quả núi ở phía gần. Chúng ta dùng bút xòe quạt này để chúng ta phát hình ảnh quả núi ở phía gần. Chúng ta dùng các loại màu như là màu đỏ, màu xanh lá cộng với màu vàng, màu đen để tạo ra cái màu nền cho hình ảnh núi các bạn, màu tối, nền tối cho cái hình ảnh quả núi. Cái phần thân của quả núi, cái nền đá đấy, chúng ta sẽ pha màu xanh lam cộng với màu đỏ cộng màu trắng ra cái màu ghi xám để chúng ta tạo cái màu núi đá, nền của núi đá. Cái phần nền của núi đá này chúng ta sẽ vẽ vào các, chúng ta sẽ đi nền vào cái phần thân núi vách đứng. Lưu ý cái chỗ phần vách đứng để chúng ta diễn tả. Thường là những chỗ vách đứng là những chỗ nó không có đất cho nên là nó không mọc được cây và nó sẽ lộ ra bên ngoài những cái lùm cây các bạn. Các bạn đừng quên liên tưởng thực tế hoặc là sưu tầm những bức ảnh về những hình ảnh núi non ở ngoài thực tế để chúng ta sẽ vừa vẽ vừa tham khảo để chúng ta chắt lọc những hình ảnh nó đẹp chúng ta đẩy vào bức tranh của mình. Vâng, vậy là mình đã xong phần nền các bạn, phần nền của cái hình ảnh quả núi rồi. Tiếp theo mình sẽ đi tả khối như thế nào thì các bạn hãy tưởng tượng cái quả núi này nó là hình trụ. Hình trụ là hình khối tròn đấy, tức là ở cái mép bên phải và mép bên trái, bên phải và bên trái của hình ảnh quả núi này nó sẽ là hình trụ và nó sẽ đi hút vào trong không gian.
Còn cái phần mà tiếp xúc về đằng mình, đằng gần mình nhất, đó chính là phần tâm, phần chính giữa của cái hình ảnh quả núi này. Nó sẽ gần mình hơn. Thì yêu cầu mình sẽ diễn tả nó rõ nét hơn và tương phản ánh sáng mạnh mẽ hơn. Bây giờ mình sẽ đi vừa tạo khối vừa tạo mảng cho cái hình ảnh núi này, để cho nó có một khối giống thật. Về cái khối của hình ảnh quả núi này, các bạn hãy lưu ý là núi đá là nó có nếp, có thớ của nó các bạn, nếp của nó, đặc điểm của núi đá, nếp của nó. Quan sát từ thực tế là mình thấy là cái hình ảnh quả núi này nó có cái tầng tầng lớp lớp nó xếp lên nhau, và những cái đường xếp với nhau nó song song với nhau ở cái góc độ khoảng 25-30 độ. Đang xen những cái đường vách đứng này là những cái nếp núi xếp chéo song song với nhau. Các bạn để ý là mình thấy là mình đang diễn tả các cái vách núi, khối núi đá. Vì sao mình phải làm cái bước này? Là vì mình phải diễn tả cái hình ảnh núi trước các bạn. Bởi vì cái phần cây, lùm cây nó chỉ là những cái thứ nó mọc ở bên ngoài, bên trên các cái vách đá này. Nên là mình phải diễn tả từ trong ra ngoài. Mình không vẽ từ ngoài vào trong, mình sẽ diễn tả từ trong ra ngoài theo cái tuần tự, để cho nó khoa học hơn và nó thuận tiện hơn trong việc mình xử lý các tình huống và các cái chi tiết mình sáng tạo. Các bạn để ý thấy những cái nét núi nó song song với nhau, thống nhất, giữa quả núi này núi kia nó đều song song với nhau. Chúng ta sẽ dùng cọ cán bằng này các bạn, cọ cán bằng này để tạo nhấn nhá các cái vách núi cho nó nổi bật hơn. Chúng ta sẽ dùng màu trắng, màu vàng, màu xanh lam và màu đỏ để cho nó ra cái màu hòa sắc sáng sáng hơn này, để chúng ta gợi làm hình ảnh vách núi cho nó rõ ràng hơn, sắc nét hơn. Và lưu ý là chúng ta vẫn phải bám vào cái tông của cái màu nền, tránh trường hợp là lạc nền, lạc màu nền. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách tả vách núi đá bằng cọ vẽ, bút vẽ. Lần sau mình sẽ chia sẻ bằng một cái phương pháp khác, đó là dùng bay các bạn. Mình sẽ chia sẻ dần dần, bởi vì cái giới hạn thời gian mình không thể chia sẻ gộp tất cả được, bởi vì nó quá nhiều các cái lượng kiến thức về kỹ thuật, về cách xử lý. Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây đó các bạn. Chúng ta sẽ diễn tả hình ảnh các cái lùm cây, tán cây lên trước. Sau đó chúng ta sẽ đi chỉnh sửa lại dần. Để diễn tả cái hình ảnh lùm cây, tán cây, chúng ta sẽ dùng màu xanh lá đậm cộng với một chút xanh lam
cùng với một chút màu đỏ và màu đen để chúng ta sẽ chấm lên. Vừa chấm chúng ta vừa để ý đến cái hệ thống của cái khối của cái quả núi này, để chúng ta chấm có mục đích làm sao cho nó có xa và gần và tạo thành cái hình này, cái vách núi nó nổi bật ấy. Chấm có chủ đích để chúng ta đỡ phải chỉnh sửa nhiều. Càng về phía đằng chân núi các bạn càng phải lơi lơi nét để nhẹ nhẹ tay để cho nó hòa vào nền các bạn. Bởi vì ở phía ngọn núi bao giờ cũng yêu cầu rõ nét hơn. Vì sao ở phần trên ngọn núi cần rõ nét hơn thì chia sẻ với mọi người, chia sẻ với các bạn, đó là ở phía ngọn núi nó tiếp xúc với nhiều ánh sáng hơn cho nên nó sẽ rõ nét hơn. Phía chân núi nó khuất sáng nhiều cho nên nó sẽ mờ dần và hòa dần vào trong không gian tối. Cái ưu điểm này là cái theo cái nguyên tắc tự nhiên, nguyên tắc ánh sáng. Thì nhờ những cái nguyên tắc này mà chúng ta nhìn thấy ở ngoài thực tế cũng vậy, ở trong tranh cũng vậy, nó cũng có một sự hài hòa về mặt không gian và khung cảnh của xa gần. Cái ở xa tương phản với ánh sáng nó sẽ tách nhau với cảnh ở gần. Xa gần nó tách nhau thông qua cái sự phản sáng không gian. Đây là đối với mình chia sẻ với các bạn cái cách làm này là mình đang áp dụng cho cái tranh bé các bạn. Còn đối với cái bức tranh to thì nó lại có cách làm khác, thì lần sau mình lại chia sẻ tiếp đối với cái bức tranh mà kích cỡ lớn hơn. Mỗi một cái kích cỡ tranh đều có một cái cách xử lý khác nhau. Ở cái bức tranh nhỏ này mình xử lý bằng chấm cây, lùm cây bằng cái cọ vẽ số 12 này. Còn ở với bức tranh cỡ lớn thì chúng ta mà đi nền lùm lá tán cây bằng cái cọ này thì không thể làm được, bởi vì nó quá lâu và nó bé, không thể làm nhanh được, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như là chất lượng. Chúng ta bắt buộc phải dùng chổi sơn đối với những bức tranh kích cỡ to, khổ lớn. Còn tranh bé thì chúng ta phải dùng những cọ vẽ bé này để chúng ta làm đâu nó tương đương, tương đối đến đấy rồi, nó gần được. Chia sẻ với các bạn là cái vấn đề mà vẽ tranh này nó rất là mất nhiều thời gian, cho nên là mình không thể nào mà ghi hình được từ đầu đến cuối một bức tranh cho nó đầy đủ chi tiết cho người cùng xem, cho nên mình sẽ chia nhỏ ra các phần để các bạn sẽ cùng tìm hiểu dần ở trên kênh Mỹ Thuật Minh Tuân, trên kênh YouTube Mỹ Thuật Minh Tuân của mình, để các bạn thuận tiện theo dõi và tìm hiểu hơn. Các bạn để ý thấy cái lùm cây mình chấm ở trong cái góc tối này, bắt buộc mình phải chấm những cái màu tối cùng với màu nền để cho nó tạo cái khoảng không gian
cũng như là cái bóng chính, bóng tối chính của cái vách núi này. Các bạn lưu ý là bóng chính với bóng phủ nó khác nhau các bạn. Bóng chính là những bóng tối mà nó nằm trên vách núi, thân núi. Còn bóng phung, bóng đổ là những bóng nó đổ vào những cái quả núi khác. Đấy là chính là bóng đổ. Lưu ý với các bạn là chúng ta nhấn ánh sáng ở bên ngược sáng này, bên phản quang này, chúng ta sẽ tăng những màu xanh lam lên, tăng màu trắng lên. Bên ngược lại so với bên sáng chúng ta tăng màu vàng, và bên này mình tăng màu trắng cộng màu xanh lam để ra cái sắc gam lạnh ở bên ngược sáng. Làm sao chúng ta phải diễn tả được là ánh sáng ở trong bóng tối, trong sáng cũng có tối và trong tối cũng có sáng, nhưng mà ánh sáng ở gam ở bên tối nó sẽ là ánh sáng phản quang, là nó thiên về những gam lạnh, còn ánh sáng ở phía bên trực tiếp ánh sáng nó thiên về gam nóng. Chúng ta lưu ý lấy cái điểm này để chúng ta sẽ diễn tả làm sao cho nó thực tế hơn.
các bạn lưu ý để ý cái tỷ lệ ở phía gần các bạn nhé, ở phía xa chúng ta sẽ hạn chế tỉa thân cây thôi, bởi vì ở phía xa chúng ta sẽ phải cho nó bé lại, chỉ thấy các cái lùm lùm khối khối thôi. Ở phía gần chúng ta sẽ đẩy cái thân cây rõ ràng hơn để cho nó tạo cái tỷ lệ xa gần, ở gần to rõ, xa nhỏ và mờ theo quy luật xa gần. Luật xa gần là do nhà khoa học, nhà họa sĩ Leonardo da Vinci nghiên cứu ra các bạn ạ. Xong cái phần tỉa thân, tỉa cành cho các cái lùm cây rồi, tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái cọ vẽ bé này để chúng ta sẽ nhấn nhá các cái ngọn cây, các lùm cây lên các bạn, bằng những cái màu xanh lá cây, xanh lá cây non, chúng ta tăng màu vàng lên là nó sẽ non ra, xanh non ra. Nhưng mà chúng ta đừng dùng nguyên màu xanh lam với màu vàng, mà chúng ta sẽ phải trộn màu xanh lam, màu đỏ và màu vàng để nó ra màu xanh lá, nhưng mà nó xanh xanh chín các bạn. Xanh có cái sắc đỏ, nó sẽ màu nó sẽ sống động hơn. Chúng ta sẽ đẩy sáng dần.
chúng ta sẽ nhấn vào những cái điểm gần, điểm chính. Cái bước chúng ta vừa tỉa cành xong ấy là cái bước mà rất là quan trọng, nó vừa tạo không gian để cho các bạn tưởng tượng hơn khi chúng ta chấm cái lùm lá tiếp theo. Và nó phải làm trước bởi vì nó theo cái nguyên tắc từ trong ra ngoài, mình phải vẽ những cái cành lá ở trong trước, những cành ở trong trước, sau đó mới chấm lá ra ngoài thì nó đúng với nguyên tắc không gian và nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng không gian rất là thuận mắt. Và đồng thời cái thao tác mà tỉa cành nó sẽ giúp chúng ta phát huy được cái trí tưởng tượng hơn trong không gian của vách núi, vách đá, lùm cây. Như lúc nãy mình có chia sẻ là phía bên sáng này chúng ta sẽ sử dụng các gam màu nóng, đó là những màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu trắng, hạn chế những cái màu xanh lam bởi vì phía này là phía trực tiếp ánh sáng. Màu chủ đạo là màu vàng, màu xanh xanh non. Các bạn để ý đến cái màu, cái độ sáng của màu, bởi vì cái màu 3D là nó, chúng ta vẽ lâu chúng ta sẽ cảm nhận được đó là khi chúng ta màu nó còn tươi còn ướt thì nó sáng, nhưng mà khi mà nó khô đi nó sẽ trầm xuống một độ, nên chúng ta chấm màu ở cái độ sáng chúng ta cũng phải có sự tính toán trước một tí. Để tránh trường hợp là chấm tưởng nó vừa sáng rồi nhưng mà xúc nó tối lên lại phải dìm xuống để chấm lại, hoặc là chúng ta chấm nó bị sáng quá. Các bạn để ý cái vách núi này, ở giữa cái thân núi này nó sẽ lồi về phía mình, cho nên chúng ta phải diễn tả chỗ cái vách phía mình sáng hơn.
Vâng, sau cái phần chia sẻ cách diễn tả núi ngày hôm nay, ở video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách diễn tả mây ở trên trần nhà 3D bằng cái hình thức rất là mới mẻ, đó là sử dụng bằng chất liệu màu phát sáng hay còn gọi là màu phản quang. Thì mời các bạn hãy cùng theo dõi ở video lần sau nhé các bạn nhé. Vào chiều tối chủ nhật hàng tuần, mình sẽ xuất bản video về cách diễn tả khối mây bằng chất liệu màu phản quang. Và xin hôm nay mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ.